Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Chào cả nhà cha. Chào cả nhà. Chào dữ dằn. Dữ dằn ngồi với tao ha. Dữ dằn. Cha đang chở với Dương. Bé mèo. Đi dở lọc tép cả nhà ơi. Mình đặt ngày qua. Hôm nay mình đi dở coi. Về kiếm bữa cơm chiều ơi. Kiếm bữa cơm chiều cả nhà ơi. Người ta là nghệ sĩ giang hồ, điếm cỏ cầu sương. Còn mình là một nông dân nghèo tứ cố vô thân. Nhớ lục bình mặt tình nổi trôi theo sông nước xa xôi. Hương lúa gió đồng làm vui. Năm ngoái đây mùa khô nhớ chuyện xưa, nhớ ban hiền, bèn trở lại đồn điền. Mới hay trơn vắng còn bạc tinh. Giờ tới rồi kìa. Giờ ta có vũ ngoại miêu. Giờ tay. Cười cười á. Nãy gì cười mà bụng miệng luôn vậy? Hả? Bữa chay đặt ở đâu cha? Dưới đuôi mình à. Biết chào cô chú mèo. Trời. Ngồi trong cái thao đã quá ha. Trốn hả? Chúc mèo lặn giả hay gì mèo? Hồi thấy mèo xuống nước đi. Nó có mặc áo phao kìa. Chịu không? Không chịu. Tắm không? Lợp rồi đặt cái giám khô đó. Khô lợp ở đây hết cha? Đặt ở đằng đó đó. Khô chắc mấy cá mấy ấy chết hết vậy. Giờ này nước rồng. Giờ này là buổi chiều nước rồng nha cả nhà. Tưởng đâu năm nay là lên nước lên nó trễ, ai về năm nay nước quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Vừa ngủ một đêm mở mắt ra hết vậy là cái mí đất của nhà mình ở dưới gặp mé sông á là nó đã le đé rồi đó. Không có bà, không có bài. Không bài hết cha. Không. Đó bây giờ cha sẽ đi đặt lợp. Ở này cha đặt lợp gì? Lợp tép hay là lợp gì? Tép. Mèo mèo mèo. Kêu ngoại. Tại suốt mèo ra. Cho mèo ra cho ngoại lấy thao mèo ơi. Cho thì dốc mày đổ. Cha mình đặt lợp nha cả nhà. Hôm nay thì đi dở cho này buổi chiều rồi. Nước rồng. Kìa con thấy một cái lợp ở đằng đó kìa cha. Bài thấy lợp luôn. Đây là cái chỗ quen thuộc như cả nhà. Có không cha? Ý có kìa, chết kìa. Có. Có. Chết con. Chết rồi hả? Miêu. Chúng mẹ nè. Để dầm con. Chết đây nè. Con về giá. Cỏ vũ, cỏ vũ Miêu ơi. Wow. Vô rồi, vô mánh rồi. Cỏ vũ giúp Miêu. Đẹp thấy được con cá của con mà. Rồi thôi cho Miêu đổ cái nghe ông ngoại. Ôi, được cái bóng với lại tép á cả nhà ơi. Trời ơi. Tép với cá là cái gì vậy? Con tép với lại con cá bóng. Cái nào chết bỏ đi vô. Lụm ra. Úi. Xình. Nước rồng. Nước rồng rồi. Wow, cái vườn này
chết. Cha đặt được mấy cái? 19 cái. 19 cái hả? Ở tới giờ ngày của con mà. Chết ngắt. Ông đặt mồi gì vậy? Ốc. Ốc. Ốc hương hả? Ờ, ốc ma kêu ốc ma. Đổ ra Dương ơi, mấy cái đó chết rồi quá. Ê, còn sống nữa. Còn sống hả? Cái bóng còn sống hả? Cái nào chết mình giục đi. Rồi được rồi, để nó đi chị nói chai và chai gạo nha. Ông ngoại có chết không? Ông ngoại đâu kiếm hả? Ủa ông ngoại đâu rồi? Nó ngoại lại lại kìa. Đâu rồi ta? Chồ kiếm. Nó xuống sông không? Nó không ngoại xuống sông đó. Ông ngoại cá nhiều không? Cá nhiều không ông ngoại? Có con, có hai cá bóng mà ơi. Chạy chưa? Tép cái này nước quay mà chưa tới. Cái vừa con mà. Nè. Cái này tép hắt hu rồi. Rồi đổ vô, đi chướng khác. Ở đâu nữa cha? Bên Lâm Đế. Lâm Đế nè. Hy vọng bên kia sẽ dính tép nhiều. Lên đường xuất phát. Ở trong đó bộ mắt tiêu hết cái hả cha? Chai rồi đó kiếm được cái lợp nữa cái nhà ơi. Có kìa. Có không? Sao chiếc này cá bóng nhiều quá vậy? Đang kiếm tép ăn mà sao toàn là cá bóng không? Mấy con chết lên là cũng bỏ chứ. Ông hai đi đâu ạ? À? Kìa hỏi ông đi đâu rồi mèo? Mèo ông bơi xuồng đi đâu rồi mèo? Hỏi ông bơi xuồng đi đâu dạ? Đâu ông hai? Làm đi về. Đi dạ. Dễ làm cá không hai? Dạ. Còn mèo ngồi tới đây nè. Rồi đang quan nè. Bắp kia. Đây tiếp tục. Tại giờ được nhiều rồi Dương. Có một cái bóng bị sần mình. Có mấy con rồi cả nhà ơi. Đây. Con nào tới tới thì bỏ ra ngoài. Vậy. Con nào tới tới thì bỏ ra ngoài. Còn con nào sống thì sao? Con nào sống thì thả luôn. Bỏ vô. Có tép hay gì kìa. Có tôm Miu ơi. Có tôm. Đừng có tôm hết cha. Giơ tay của con tôm. Tôm mà. Tôm mini food. Tôm giờ. Ừ. Ừ. Không kịp đâu. Tới giờ tôm chết rồi mà. Này cho nó chỗ chút đi. Chút đi. Nhiều chuyện thiệt chứ. Một hồi ra ngoài hết nghỉ ăn luôn nè. Chút ghé lỗ ra không chịu chút. Ừ. Rồi. Biết cái này tới cái này sao đây? Tại đó giờ là được như cá vừa kiếm thứ vậy. Lập sắc như là im hơn lập cây á. Lập sắc là tình hình là im hơn lập cây á. Ớ được con tép. Sao mấy con tép chết trơn cha? Có ừ, thấy cua rồi, la làng quá à. Được mấy con cả nhà. Con nào chết bỏ ra nha. Dạ. Dạ. Má, con nào chết rồi. Đặt lợp. Còn tép. Không có cá chắc hồi dở dớn luôn quá. Ừ.
kiếm ai nha. Rồi có rồi, để cho giờ mò kiếm được gì cha, dính cái chơi đó hả? Ghê vậy, lợp này lợp tép dính cái chê luôn cả nhà. Cái chê còn được không? Xình là bỏ cái chai không thì còn có mấy dính khác không cha, dính miếng khác không? Có bóng có kẹp rồi nè. Rồi đàng hoàng coi mẹ, ngoại phóng lên kìa nè, có cầm đi ngoại phóng lên cho miêu lọt xuống sông nè. Đi thôi giả tiếp tục. Tại đó giờ là được mấy cái chai, 9 cái hả cha? 10 cái còn 9 cái nữa. Ở sau xuồng cha là có cái bánh lái nha cả nhà. Nói chung là mùa nước đó là cha hay làm cái bánh lái xuồng lắm, để nhiều khi đi câu cá mì dinh nè, rồi đi đặt lợp nè, rồi đi chạy đồ đó là có bánh lái mình rất là dễ tiện luôn. Đi một mình á mình cũng sử dụng được, tại vì bánh lái nó sẽ đỡ lại á, nó cái độ nhanh của nó không có bằng, với lại bơi xuồng nó ngay á, bơi nó mau lắm cả nhà ơi. Ai mà mới biết bơi xuồng á nên gắn bánh lái, còn không gắn bánh lái là quay mò hay là văng xuống sông. Vô mà dục mèo xuống giường cho lặn giường. Bà ngoại ổng còn xuống kìa. Hy vọng là sẽ dính. Cái bóng bành bành không hả? Cái bóng trắng kìa. Nó tép nữa. Ồ vô, đôi vô chị coi vô. Đây nè cả nhà ơi, cái bóng dính nè. Bự bự không à. Cái bóng này về chiên nước mắm. Về chiên nước mắm. Đúng rồi. Xong đi Dương ơi. Dữ rồi. Ồ, cái đó dữ luôn rồi kìa. Tôm luôn. Tôm luôn. Thơm quá. Thơm. Wow. Đó. Có chỗ nào yêu ơi. Có tôm. Đây, cái cành của nó nè. Ủa, vô mánh rồi cả nhà ơi. Tôm. Chúc ca Dương ơi. Sao mấy tôm nó không chịu ra gì Dương? Lo cái cạn nó ra Dương. Mèo ra mèo. Đánh gì vậy? Chà, đang kiếm ở chổng một cái nữa. Sao cha? Vô cái đó vô nữa rồi. Dốt này chơi mạnh bạo lực quá à, gãy càng của người ta rồi. Cái con này nè. Cho cha kìa. Có con tép nữa đó nghe Dương. Thì gãy cái càng của nó luôn rồi. Lúc nó chạy cái lông rồng. Ồ, ồ, đóng rồng. Cha hỏi nó luôn đi, cha trả luôn đi. Dạ. Nhóc hết trơn. Đã được chiếc câu nó ngon. Ngon luôn. Ô ơi, đừng có thọc ba vô, con ốc nó thu quá. Ừ. Con ốc nó húi nè, cho đưa lên lỗ mũi quẹt cho thử. Ơ trời, đâu còn trong đây vậy? Còn tôm lóng nữa à. Còn tôm lóng nữa. Ở trên á, nhiều khi nó tụt xuống không hay. Đã nhìn mắt cười. Dở dở lên, để lên con. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 cái rồi. Còn 5 cái nữa. 5 cái lọc này. Còn 3 cái là nắng. Còn phải lọc đầy nữa. Cái nốt nó ngoại giờ nổi miêu này á. Vô rồi cả nhà ơi. Ngồi xuống đi. Ờ vậy đi. No không? Mình no không? Wow, cái này con cá là thật hay quá. Thôi về đi ăn con nào. Con cua. Chia cá ra rồi đó. Dốt với lại bé Miêu chia cá rồi. Không, con thích ăn cua. Thích ăn cua hả? Ừ. Ăn cua, ăn gì đó ăn đi. Mệt ăn quá à.
cô đó phải không? Chị về khoái cái cho cơm nha. Trời ơi, cái làm cho mất tiêu. Cho 1 cái rồi hả về? Ừ. Cây nó mất tiêu. Rồi luôn. Nước nó chảy lắm. Coi vậy mò vòng vòng thứ coi nó có ở đây không. Rồi cả nhà ơi, đồ ăn không có mà lại mắc cái lợp. Buồn. Con này con dĩ với Dương. Con bị hai tiếng nữa nè. Đừng nói mắc nữa là buồn à. Dài cây rồi, chóc cây. Ôi dồi. Gì cha? Vô gì vậy? Con hai băng tép càng với cái bóng. Ông đã giữ, đã giữ. Dạ tép luôn. Ồ, ồ, tép càng ở trong đây nè cả nhà ấy nha. Mắc cái lợp ổ thấy ghê thiệt chứ. Nước chảy trầu chảy. Tiếp tục đi, tiếp tục. Giờ không ai nhớ nhà mình đâu hết trơn. Ở nhà mình nó đi về. Sao mà giả tạo quá Miu ơi. Vô mánh. Cá chạch. Ồ được, cá chạch, cá chạch, cá chạch. Hai cá chạch. Năm cá bóng, cá tư. Miu để lên con, để vào lên. Ồ hai con cá chạch đủ đồ. Con về đây cái chạch ú nùi của nhà ơi. Một con. Bên đó con nữa. Quá dữ. Vậy là còn 2 cái nữa hay 1 cái cha? 1 cái nữa. Phải cỡ 50 cái, 100 cái đồ đó là đặt là kiếm đi chợ bán là im luôn. Tại vì cái này nước quay nè. Tép nhiều với dằn luôn. Tép càng tép càng không. Kìa con ngoại coi lợp đó cuối cùng kìa có không kìa. Kìa có. Thấy nó nhảy nhảy một cục kìa. Kìa con, kìa bóng. Đơn gì nè. Đây nè cái nhà. Quả đây được nhiêu nè cái nhà ơi. Mua mắm nè. Rồi mấy anh tôm, mấy anh cua đồ. Mấy anh tôm, rồi mấy anh cua. Rồi rồi, rồi, rồi mấy anh. Rồi mấy anh. Cá. Rồi mấy anh cá. Đây đủ, đủ, đủ 10, 19 cái chưa. Tôm chín rồi, mắc cái. Mắc cái. Dạ. Yeah. Kẹt tay đó nghe mèo. Đã hay dừng hay hàm hay dừng. Này cũng có 600-700 gram hả cha? 700 gram. 300 gram. Gì 300 gram không? Cái bóng nặng dữ lắm luôn á. Ờ. Dạ. Về thôi. Về thôi cô chú ơi. Miu ơi, con cua này nó màu vàng nè Miu. Lên xuồng. Nè. Miu ngồi vĩnh chắc nè. Cái càng của nó. Miu, Miu vĩnh chắc ông ngoại chạy xe về kìa. Vĩnh chắc chưa, ông ngoại chạy xe về đó. Nhìn chắc chưa? Ông ngoại hẹn xe là đi về liền nè. Hẹn chắc nha. Ông ngoại nổ máy đó. Nổ máy xe chạy một cái hẹn cha ơi. Giật bánh đầu cho Miu hết hồn luôn. Không sao. Rồi về tới nhà cả nhà ơi. Đây thành quả. Từ mấy giờ thì mình với mẹ cũng làm xong cá bóng. Còn đây là phần tép lóng. Đó. Đây làm món gì mẹ? Mà cá bóng chiên nước mắm tép thì cháy mặn. Chào cả nhà nghe. Rồi. Chuẩn bị làm thôi. Hôm nay mẹ chỗ tài làm cá bóng chiên nước mắm nha cả nhà.
Cả nhà hồi nào tới giờ có ăn món này chưa? Chứ mình thì mình nghe lạ lắm. Hôm nay mẹ chỗ tài cho ăn. Cá vỏ lọc gì mà thấy ham thiệt. Cái này mà cậu có 50 cái hay 100 cái lọc bóng, với lại vỏ dính tép, sáng đêm mà chợ bán trong vòng 15 phút sạch trơn. Bây giờ nó tép ít lại chứ lần cha con đặt mười mấy cái là sáng nhiều khi gần nửa ký lô. Tép ngon lắm luôn á nhà, đây nè cả nhà ơi. Tép này là tép càng không nha, người ta hay gọi là tép lóng. Rồi, rồi chảo nóng. Rồi, rồi cho dầu vô. Vô vào. Cái này mẹ làm sao, mẹ chiên trước hả? Chiên trước. Cả nhà theo dõi coi mình làm ra sao. Cả nhà cũng mới lần đầu tiên làm thôi. Gì mà tới đâu mẹ làm ăn rồi. Đó là lần đầu tiên làm thôi. Cá bóng là con chà bá không á. Con này mà chiên nước mắm ăn mới đã nè cả nhà. Chiên rồi nó gắt lại giòn. Cho nguyên rộp cho luôn mẹ. Đi già già. Dạ dạ dạ. Không dám đến gần luôn á. Cái này mình kêu hồi giòn là mình giòn là mình lấy ra nha nè. Sử dụng nước mắm. Quá văn cả nhà ơi. Đó, bóc y như là pháo bông bắn nhạo hè Tết nha. Đây. Mẹ sẽ chiên hết cái đống cá này, sau đó thì sẽ làm bước tiếp theo. Rồi, đây cả nhà ơi, cá rất là giòn, mình sẽ chiên giòn vậy nè. Rồi cá bắt đầu mình lấy thử hành và tỏi, nước mắm, bột ngọt và đường. Giam lại là con cá ăn nó rất là ngon. Cái này giống như là chiên giòn rồi giam nước mắm ấy mà. Dạ. Chiên là vậy là ta kêu là chiên nước mắm đó. Quá trời giòn, cá nó giòn cả nhà. Còn mình chiên giòn là tự nhiên. Tại vì con cá này nó rất là bở. Hồi đó tới giờ mình chưa có chiên, con cá sặc thì mình có chiên giòn. Con cá bóng trắng thì nó thịt nó dai hơn cá bóng đen. Cá bóng đen là cái thịt nó rất là bở. Đưa vô là nó bị nứt thịt liền. Nó bị nứt rồi đi gã liền. Mà mình chiên á là mới thì mình cho lửa nó hơi chút xíu nha cả nhà. Còn nó vừa hơi vàng hơi rồi mình để riu chứ lai gai chứ mình không có cần gấp. Nếu mà con cá này mình chiên gấp quá là gã. Tục mẹ sẽ làm luôn. Giờ cái chảo này nó cũng không có mà khác gì. Rồi giờ mình cho khử đồ vô. Vậy mèo. Mẹ ơi, nó không cho con ăn cơm nè. Con dặn Dương đừng cho nó ăn, bé hồi cũng ăn cơm á. Hạn kia nó đi ra nhà vô, nó nói nè, không cho ăn thôi, đi lấy bánh khác nè. Dạ, đi lấy bánh khác ăn nè. Gì con? Con cây. Mẹ lấy cái gì đó cho con. Rồi mình cho có khoảng ăn cơm nè. Một muỗng rưỡi nước mắm thôi nè. Cái nhà nhiều quá, nó hơi mặn. Ra kêu giúp mở đi con. Hai chị em mình ăn chung. Hai chị em mình. Đậu ô. Bữa nay hai chị em. Hôm nay hai chị em luôn rồi cả nhà ơi. Cho một chút xíu bột ngọt vô là giờ nó dằn để nước mắm là nó phải mặn. Con này nó lẻo muốn lượn thiệt chứ. Xạo sự nó hơn gì. Đường vậy. Đường này. Thơm quá cả nhà ơi, đói bụng rồi. Thơm đấy nè. Thử hành với tỏi gì đó thấm con cá với nước mắm nó rất là vừa ăn, thì mình phải chấm nước mắm. Cái gì thôi nha cả nhà, chứ không có mà cho lửa. Cái
cá luôn. Làm phú nha mọi người. Cho nó gáo hoài cá luôn. Thẳng từ từ cho nó thấm con cá. Chút xíu nó được ăn có mình xíu nữa. Chị dọn chén nha. Dọn đi. Rồi bữa cơm thì từ nãy giờ mẹ cũng đã nấu xong rồi nè cả nhà. Hôm nay thì nấu cơm là cá bóng chiên giòn, chiên nước mắm nha cả nhà. Còn đây là tép kho khi mặn, tép khi mặn. Đây là dưa hấu, mình sẽ ăn chung. Đó, toàn là những món hấp dẫn không mà cả nhà ơi. Bây giờ xin mời cả nhà cùng dùng cơm với lại gia đình nha. Vậy đây, chiều rồi. No chưa? Mời cả nhà ăn cơm. Mời cô chú ăn cơm. Ủa? Con nói là mời cô chú ăn cơm rồi nè. Không lại đi Hoài, dốc lại đi Hoài. Vô nhiên đó anh nè. Trời ơi, nhỏ đi lãng quá nhà. Con hết ăn cua cua. Cua phải không? Cua gấp cua đây. Cua. Đây cua nè. Đó. Cái đó là ăn cộng cua đó. Ăn cua con cua. Mời cả nhà nha. Giòn không mà ăn hả? Giòn. Sương không mà. Cái bán sương nó không có sương rồi. Sương không? Không. Không biểu biểu luôn. Mà cái nhà ăn cái bóng nè. Giòn nước mắm nè. Nhai nha. Nhai nhuyễn nha. Giòn ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Con mấy con này là không có sương. Con nó nhỏ á. Mà nó không có sương mà dưới giòn là lại không có rã sương. Ép lóng. Sao con này nó hả miệng như vậy? Ăn đi. Ăn đi có gì không? Mình cắn đó. Ôi, có mình mùi hèo xua quá. Rồi, nó đậu luôn hả? Nó đậu luôn hả? Rồi, không có đậu luôn rồi. Rồi hấu ngọt quá hả? Đã hết luôn mày. Hết rồi hả? Không ngán. Nó lựa cái miếng này không có hòn, không có hòn. Có nè. Cái này mọi người cũng yêu hết. Đi học. Không. Đâu rồi? Nó bở, mẹ sợ gã, mẹ thôi không đỡ không gã. Lúc kia hết năm cái lạp rồi. Mất hả? Nước chảy trôi. Nước trôi hả? Lỗ. Lỗ. Lạp dứa. Miêu này nó thật sự. Thật không? Này thích tép làm gì ít mỗi năm. Ít hơn mỗi năm. Phần lớp này nó chưa có cháy mạnh rồi. Cá bóng nhiều hả mẹ? Tép nó nhiều. Cá bóng đa nhiều. Con nói là con ăn con cua mà. Cái mỗi năm rồi cái ăn nó mầm đặt rồi mà nước gì quay đặt á, nó càng không. Đúng không? Cái này chưa có nhiều. Quá là giòn ngon cả nhà ơi, như trái giò á. Ta có cái xương luôn á nhà. Thì con. Đó là không, cái là cái cạn của con mà. Của con thì nhóc cho nó con ăn đi. Cái này nó lắm quá, cái già nó hơi cứng rồi nè. Còn có hai cái à. Ừ, giỏi không? Quá. Thì hôm nay cả nhà cha đi đặt lợn đi theo cha dở thì được mớ tép với lại mớ cá bóng thì chiên nước mắm. Còn này thì tép thì mình ghim mặn. Thì nếu cảm thấy video của mấy cha con mình hãy nhớ đăng ký và share ủng hộ kênh của mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại cả nhà ở video kỳ sau. Bye bye cả nhà.